Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Surface Việt, hệ thống bán lẻ Surface phụ kiện Microsoft chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Đã 10 năm kể từ khi Microsoft ra mắt thiết bị Surface đầu tiên của mình, Super RT. Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều kể từ đó. Trong 10 năm qua, Microsoft đã phát hành nhiều phiên bản Windows mới, mở rộng dòng Surface của mình với nhiều loại thiết bị và thế giới đã trải qua một đại dịch Covid-19 vô cùng thảm khốc. Toàn bộ bối cảnh ngành máy tính đã thay đổi trong suốt thời gian này. Hãy cùng Surface Việt nhìn lại lịch sử phát triển 10 năm qua của Microsoft Surface và xem dòng máy này đã truyền cảm hứng như thế nào nhé. Let's go! Những buổi đầu đầy khó khăn Thiết bị Surface thương mại đầu tiên của Microsoft ra mắt vào năm 2012, Surface RT không thực sự tốt. Nó mang tới một trải nghiệm không ổn lắm với những hạn chế nghiêm trọng và Surface Pro đầu tiên thì cũng rất thiếu hấp dẫn. May mắn thay, Microsoft đã thành công với Surface Pro 3, đem nó làm chuẩn mực thiết kế của dòng sản phẩm này trong nhiều thế hệ. Với việc cải tiến kiểu dáng các máy Surface 2 trong 1, Microsoft đã tạo ra một thiết bị truyền cảm hứng cho các OEM và đối thủ cạnh tranh suy nghĩ lại về câu trả lời cho câu hỏi nổi tiếng hiện nay, máy tính là gì? một thiết bị đầy khát vọng. Khi Microsoft đã tạo ra chiếc máy tính hai trong một tốt nhất, mục tiêu của dòng máy này cao hơn là chỉ trở thành một chiếc PC bán chạy. Ngay từ khi bắt đầu, thương hiệu Surface đã hướng tới việc tạo ra các thiết bị đầy tham vọng để thúc đẩy các OEM thử nghiệm và mở rộng sản phẩm chạy hệ điều hành Windows. Thực sự, thị trường PC đã chỉ trệ trước khi Microsoft ra mắt dòng sản phẩm Surface, máy tính sách tay vào sò truyền thống công kênh đã lỗi thời và ý tưởng về một chiếc máy tính có thể lật hoặc gặp lại là điều tương đối xa vời, thiếu thiết thực. Microsoft đã tạo ra sự chắc chắn về yếu tố hình thức và các nhà sản xuất PC cũng bắt đầu nhảy vào cuộc chơi. Hầu hết các nhà sản xuất lớn đã sản xuất ít nhất một số thiết bị hai trong một để cố gắng chiếm lĩnh thị trường. Các công ty và người tiêu dùng đã phải mất thời gian để tìm ra hình dạng và kích thước chung ưa thích của thiết bị hai trong một. Nhưng mọi thứ hầu như đã ổn định. Vượt ra ngoài sự thay đổi về yếu tố hình thức mà dòng Surface Pro đã truyền cảm hứng. Dòng sản phẩm đặc thù của Microsoft còn thúc đẩy thị trường PC chuyển sang kết nối di động. Mặc dù không phải là thiết bị duy nhất hoặc đầu tiên có kết nối 4 cửa hoặc 5G, nhưng thiết bị Surface đã đi tiên phong trong các thiết bị làm việc di động luôn kết nối. Giờ đây, nhiều máy tính sách tay Windows và máy tính bảng Windows hàng đầu trông giống như Surface Pro. Người tiêu dùng có rất nhiều loại PC để lựa chọn có thể lật, gấp hoặc tháo rời. Đó là điều không tưởng trước khi dòng sản phẩm Surface xuất hiện. Không chỉ là Windows, tất nhiên không chỉ là PC Windows mới mô phỏng dòng thiết bị Surface 2 trong một. iPad của Apple và nhiều máy tính bảng Android hàng đầu đều có bàn phím có thể tháo rời, giống như gia đình Surface Pro của Microsoft. Samsung có thể đã đi xa nhất khi nói đến việc mô phỏng Surface với các thiết bị như Galaxy Tab S8+. Với Deck của Samsung, một số máy tính bảng của công ty cung cấp trải nghiệm giống như Windows khi được gắn vào dock bàn phím và trở lại giao diện máy tính bảng khi tháo ra. Trong những năm qua, iPad của Apple đã chuyển hướng nhiều hơn đến việc cạnh tranh với Surface thay vì chỉ là một chiếc máy tính bảng độc lập. Phải mất một thời gian, nhưng kể từ năm nay, iPad OS sẽ hỗ trợ chuột cửa sổ nổi có thể thay đổi kích thước và mở rộng ra màn hình bên ngoài. Những tính năng đó và thêm một số cái khác đã thúc đẩy người dùng trung thành với iPad hơn. Tương lai sẽ thế nào? Bối cảnh PC di động đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua. Mặc dù máy tính sách tay vỏ sò truyền thống vẫn còn phổ biến, nhưng PC có thể gấp, lật và tháo rời bàn phím hiện đã trở nên phổ biến. Đó là do ít nhất một phần nhờ những nỗ lực của Microsoft với dòng sản phẩm Surface Pro trong 10 năm qua. Apple, Samsung, Dell, HP, Lenovo và nhiều nhãn hàng khác đều có các thiết bị ít nhất lấy cảm hứng từ Surface Pro. Nhiều máy tính bảng Windows hàng đầu về cơ bản là bản sao của Surface Pro. Nhưng tương lai sẽ ra sao đối với PC? Microsoft có nhiều thiết bị Surface rất sáng tạo và người dùng luôn mong đợi hãng sẽ tiếp tục tung ra các sản phẩm độc đáo khác và có thể hãng sẽ tạo ra một thập kỷ khác với nhiều sự thay đổi khó tưởng tượng hơn. Hãy cùng chờ xem nhé!